Nửa thế kỷ đã đi qua, nhà giam Chính Hầm ngày nay vẫn còn lại dấu tích minh chứng cho tinh thần yêu nước, sức mạnh quật cường của đồng bào ta, của những chiến sĩ cách mạng khi đối mặt với sự tàn độc vô độ của bạo chúa khét tiếng Ngô Đình Cẩn. Sau khi Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã hình thành một chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô. Đại diện cho gia đình trị họ Ngô ở miền Trung và cao nguyên Trung Phần là Ngô Đình Cẩn. Là con thứ 8 trong gia đình, khác với các anh em trong nhà, ai cũng học hành đàng hoàng. Cẩn thì chỉ học bậc tiểu học, hết lớp 3 thì nghỉ. Khi lớn lên, có sở thích mặc áo dài the, đầu đội khăn xếp, miệng nha trầu, chân đi guốc mộc nghênh ngang giữa đường. Cẩn ở nhà phụng dưỡng bố mẹ và thờ cúng tổ tiên nên được anh chị em trong nhà quý mến. Cẩn tự xưng là cố vấn đặc biệt của các tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung Phần, thành lập bè đảng và tay sai, gây nhiều tội ác cho đồng bào miền Trung và đặc biệt là việc dựng lên nhà giam Chính Hầm. Trước thời Cẩn, khu vực này vào năm 1941, thực dân Pháp xây dựng bê tông cốt sắt rất kiên cố để giấu vũ khí. Năm 1946, thực dân Pháp quay lại và biển nơi đây thành nơi giam giữ tù binh. Năm 1954, Ngô Đình Cẩn tình cờ đi săn bắn, phát hiện thấy đây là nơi lý tưởng để thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng. Ông ta nhanh chóng cải tạo khu vực này và gọi là Chính Hầm. Tượng đài bất khuất tại khu di tích lịch sử Chính Hầm, ngôi biệt thự của Ngô Đình Cẩn cách địa ngục Trần Giang 100m. Như so sánh, một bên thiên đường, một bên địa ngục. Nhà giam Chính Hầm cũng là nơi giam cầm tù những chính trị và những ai chống đối với gia đình họ Ngô. Ngoài tù cộng sản, còn có không ít các sinh viên, tăng ni, Phật tử, thương nhân, vân vân, có thể gọi là nhà giam Chính Hầm là nhà giam xây thịt. Đó là ông Ngô Đình Cẩn. Dạ. Đây là Ngô, gia đình họ Ngô. Còn đây là Ngô Đình Cẩn lúc bị tử hình tại Sài Gòn năm 64. Ngô Đình Cẩn. Kia trên kia mới là Ngô Đình Cẩn. Đây là ngoại tá, ngoại tá Minh Vân. Tôi đang ở Hà Nội đang sống. Đang sống ở Hà Nội. Hiện nay xin lỗi, hiện nay là đang mất rồi, anh bạc đã qua đời hơn 1 tháng. Bạc là ở tù tại hầm số 8 là 724 ngày, tức là hơn 2 năm. Bạc là một người chứng sống ở tại nhà này thì mình xem rồi này, đúng không? Nhà này mình mới qua này. Thì hầm số 8 là mình chưa qua, mà trong này hầm số 8 của ông này. Đây là nhà của Ngô Đình Cẩn này. Bỏ hoang hóa quá. Tầng dưới là để rượu. Tránh tín, Bùi tín nhỉ? Tránh tín. Tầng dưới là để rượu, mà tầng trên là uống rượu chơi thôi. Thế nhà nó ở đâu, nó ngủ ở đâu? Thì lên chỗ này là nhà của nó dưới. Em sẽ đưa về cái nhà của nó. Chỗ này nó chấn giữ để nó... Để nó giam giữ tu nhân đây này. Cái nhà này á? Chỗ 9 tầng, 9 hầm. 9 hầm, lên bên này có 9 cái hầm. Ở đây nó điều khiển. Nó lên đây nó uống rượu, nó chơi, để nó lên kiểm tra, kiểm soát cái 9 cái hầm công sản. Nhà nó không đẹp á. Đẹp chứ, năm cũng thời kỳ mà, thời kỳ sống bấy mà, thời kỳ năm 960 năm. Nhưng sao không có cái chính sách khôi phục lại để làm cái này cho nhà nước, nhà nước mình cho hay không thôi chứ. Hàng ngày, bạo chúa miền Trung ở cách đấy không xa vẫn chơi bời trác tán, ăn chơi xa xỉ. Hầm số 1, 2, 3 ở phía trước đỉnh đồi, hầm số 4, 9 trên đỉnh đồi. Sau đỉnh đồi là hầm số 5, 6, 7, 8. Tùy thành phần phạm tội khác nhau, bị giam giữ ở các hầm khác nhau. Hầm nào cũng xây dựng bê tông, cốt sắt. Mỗi hầm có duy nhất một lỗ thông hơi và mỗi hầm đều có 20 chuồng cọp. Ngày nay, một tượng đài sừng sững và uy nghiêm để tưởng nhớ những người đã hy sinh tại Chính Hầm. Tượng đài bất khuất khắc lại hình ảnh ba đồng chí còn sống sót ở hầm số 8, căn hầm quỷ quái khốn khổ nhất. Bên cạnh đấy là đền thờ tưởng niệm những người đã hy sinh tại đây. Nhà tù ghê rợn với mái chém thời Trung Cổ, bên cạnh những hình ảnh tra tấn, nhục hình phạm nhân một cách tàn bạo, chiếc mái chém mang rợ đã đưa nhà tù đứng đầu top 5 địa điểm ghê rợn nhất Đông Nam Á. Đây là hầm số 4. Và bên đó là cái hầm số 9, gọi là cái gia số 9, cái đó là cái gia để cánh gạc tài lính chẳng phải cái hầm. Đó, còn đây là hầm số 4.
Hôm nay mục đích là để giam giữ những chiến sĩ tên là ngồi làm sao mà chui ra được đúng không? Bê tông kiểu này đi. Bê tông kiểu này không bao giờ ra được. Nhưng hầm sao không có lóc? Bây giờ tên là đội bê tông cột thép mà. Phương tên người ta đập để lấy sắt thép hết. À dân người ta đập đi à? Dạ. Một hôm chỉ có một lỗ thôi hoặc hai lỗ thôi. Tùy theo hồ lỗ to là một lỗ, còn nếu lỗ nhỏ là hai lỗ thôi. Hôm một hôm nay là tương đương giam giữ 20 xe lim là dốt 20 người. Bê tông đổ chắc chắn này mà. Bê tông đi làm rồi. Đây hầm đây đấy hả? Dạ, dạ không được tạm dưới này. Đây hầm này là hầm số 4 hả? Dạ, những cái hầm diện tích toàn bộ khu vực nhà giam là 4 hecta. Những dụng cụ để tra tấn được lưu giữ trong bảo tàng lịch sử. Với những người tù, chúng tra tấn đã chết. Ai may mắn thì được chôn chung vào một cái hố. Còn với nhiều thay người khác, chúng vứt xuống vực để làm mồi cho hổ đói. Hầm số 4 xây kiên cố, theo kiểu bán quân sự, nửa dưới lòng đất, nửa trên mặt đất. Hầm này từng giam giữ đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Riêng hầm số 8 giam giữ tù nhân là tình báo, những người tra tấn đến mấy cũng nhất quyết không khai, chiêu hồi cũng không khai. Hầm số 8 là căn hầm điển hình nhất của địa ngục Trần gian. Năm 1963, khi bà con miền Trung lên nhà giam chính hầm đập phá, đến căn hầm số 8, người ta thấy nhà tình báo Đại tá Nguyễn Minh Dân là một trong ba đồng chí còn sống sót. Vào căn hầm số 8, tù nhân không bị tra tấn nữa, nhưng lại bị đày ải về tinh thần. Vào đây rồi, ngày cũng như đêm, ngày không ánh sáng mặt trời, đêm không ánh lửa. Mỗi tù nhân có một đĩa để ăn cơm, một ca để đựng nước, một xô để đi tiểu tiện, đại tiện. Chiếc xô làm bằng gỗ, cứ 7 đến 10 ngày, lính xách xô đi đổ một lần. Vì xô làm bằng gỗ nên lâu dần, theo thời gian, xô ngấm nước, bay nắp đi, tù nhân phải ngửi mùi hôi thối nồng nặc. Cơm được ăn 2 lần, tùy theo tâm lý phục vụ của bọn lính. Bữa ăn được mô tả cơm sống trộn với máu tanh mùi thịt rửa. Lâu lâu khuyến mãi vài cọng rau muống già, một vài con mắm mà rồi bọ lúc nhúc. Mỗi tù nhân được phát 2 lon nước một ngày, một lon để uống và một lon để vệ sinh thân thể. Vào đây rồi thì ngàn năm không tắm rửa, tóc dài tua tủa ngang vai. Trời nắng thì như ngồi trên chảo rang, trời mưa thì lạnh buốt xương da. Đồi núi quan du nên rắn và chuột nhiều vô số kể. Có nhiều đồng chí bị phù nề, không thể ngồi, đứng được nữa. Chỉ đủ sức lết người lại, nhanh và liếm thức ăn. Nếu không thì chuột sẽ ăn mất phần. Đó là mô hình tù nhân bị giam trong nhà giam chính hầm. Những người tù cộng sản khi quen rồi thì ký hiệu bằng ngôn ngữ của họ. Họ cảm nhận rõ đồng chí bên cạnh đang trút hơi thở cuối cùng. Nghe đồng chí bên cạnh dặn, hãy cố gắng sống, sống để về bảo với đảng, với dân. Giữa một thành phố hoa lệ như thế này, vẫn còn những địa ngục trần gian mà không ai biết đến. Đồng chí ở phòng số 7 nhắc đồng chí Nguyễn Minh Dân ở phòng số 8 là hãy cố gắng sống. Và khi người đồng đội của mình trút hơi thở cuối cùng, đồng chí Nguyễn Minh Dân kêu lính vào để khiêng xác đồng chí này, thì lính làm lơ. Đến đêm thì đồng chí Dân nghe tiếng rục rịch, chuột gặm nhấm thi thể của đồng chí mình. Vào đây rồi thì theo ngôn ngữ của ông Cẩn là sống chết mặc bay. Thời kỳ đó, với tinh thần bất khuất kiên trung, các đồng chí bị giam cầm làm thơ để ghi lại những ngày tháng ngục tù. Đại tá cựu tình báo Nguyễn Minh Dân là người đã sống trong căn hầm số 8 với thời gian 724 ngày. Mỗi ngày ông làm 20 câu thơ. Sau này ông đã được 3.000 câu thơ và tuyển tập thành quyển Sống trong mộ. Nay ông đã ở tuổi 93 và đang sống ở Hà Nội. Khác với các nhà tù ở Côn Đảo, Phú Quốc, 7 đến 10 ngày thì người tù còn được ra ngoài để nhìn ánh sáng thiên nhiên, còn được dội lên mình những gáo nước dù chỉ thấm ngoài cơ thể. Nhưng ở đây thì không. Nhà giam chính hầm như một cái quan tài chôn những người đang sống. Đôi khi chuột cắn cụt cả ngón chân, nhưng không đủ sức mà cựa mình. Hầm số 6 dùng để tra tấn. Thời gian tra tấn từ 1 đến 3 giờ sáng. Có thể xẻo từng miếng thịt một, treo ngực tù nhân, cho đi tàu bay, xích đu, hoặc chúng cho uống nước, xà phòng,
rồi dẫm lên bụng, tra điện vào đầu ngón tay ngón chân, dùng búa đánh vào mắt cá, nơi đau đớn nhất của cơ thể. Mục đích của Cẩn là làm nhục chí đấu tranh, làm cho sống sót không bằng chết, sống trong quằn quại đau đớn. Ở hầm số 5, có những khi 30-40 người chết vì ngột ngạt, đói khát, tra tấn. Lính chỉ đào một hố to, đổ người xuống, rồi lấy nhành khô cắm lên trên. Lính không tử tế sẽ đem xác dứt vào các khe núi có nước để xác trôi đi, hoặc ném ra bìa rừng làm mồi cho hổ. Tù nhân chết nhiều vô số kể. Hiện nay còn rất nhiều những ngôi mộ vô danh của những người tù cộng sản hy sinh. Một trong những bức ảnh được trưng bày tại phòng lưu niệm của nhà giam Chính Hầm đã ghi lại khoảnh khắc bước dần đến cái chết của bạo chúa miền Trung. Với bức ảnh ghi chú, ngày 9 tháng 5 năm 1964, Ngô Đình Cẩn bị xử tử ở nhà giam Khám Chí Hòa. Lúc này, một phần vì nỗi lòng tan tóc, lại do ăn uống không đầy đủ nên suy kiệt về tinh thần và thể xác. Khi đưa ra pháp trường xử tử thì Cẩn không còn sức để đứng mà phải dìu. Kết cục tang thương liên kết trong gia đình họ Ngô là luật báo ứng nhân quả của kẻ đã gây ra tội ác đời đời kiếp kiếp, không bao giờ gội rửa được. Đốt nén hương trầm, nghiêng mình trước anh linh của đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống ở Chính Hầm. Chúng tôi lòng tự nhủ lòng, cố gắng sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả và vô giá ấy.